Kính chào quý vị và các bạn. Sang tuần sau, nhiều điểm đến ở khu vực Trung Bộ sẽ xuất hiện nắng nóng, còn với Tây Nguyên thì mưa trái mùa sẽ giảm dần và thời tiết cũng sẽ tiếp tục nắng nhiều. Ngày hôm nay, mưa trái mùa vẫn sẽ có thể xuất hiện ở khu vực Bắc Tây Nguyên như là Kon Tum, Gia Lai. Mưa dông về chiều tối cần đề phòng với dông sét, mưa đá và gió giật mạnh, kèm theo bởi mưa xuất hiện sau một ngày nắng mạnh. Thành phố Bảo Lộc cũng có khả năng xuất hiện mưa trái mùa trong một tuần tới, tuy nhiên là ít mưa, trời chủ đạo là nắng. So với các nơi khác trong khu vực thì Bảo Lộc có mức nhiệt độ dễ chịu hơn, cao nhất ngày phổ biến từ 28 đến 31 độ. Quý vị có thể thoải mái khám phá các địa danh nổi tiếng ở đây như là đồi chè Tâm Châu về đêm. Quý vị vẫn sẽ cảm nhận được cái lạnh đặc trưng của vùng cao nguyên khi mà nhiệt độ giảm xuống chỉ còn từ 19 đến 21 độ. Còn với khu vực Trung Bộ, ngày Chủ nhật sẽ gần như là hết mưa, hầu khắp các điểm đến đều tạnh ráo, có nắng ở phía Bắc từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ cũng phải tăng lên mức từ 27 đến 31 độ. Từ Đà Nẵng trở vào đến Phan Thiết thì nắng cả ngày, nhiệt độ cao hơn phổ biến từ 31 đến 33 độ. Nắng nhiều thì thích hợp nhất là sẽ là các chuyến du lịch biển. Quý vị có thể lựa chọn đến thành phố Quy Nhơn, nơi có bờ biển xanh trong, nổi tiếng với địa danh Eco Gió. Từ nay đến thứ Bảy tuần sau, trời chủ đạo là nắng sẽ cảm thấy nóng vào buổi trưa khi mà nhiệt độ tăng lên 31 đến 34 độ. Và đây cũng là lúc mà chỉ số tia UV có thể lên đến mức từ 10 đến 11, gây mức hại rất cao. Quý vị khi tắm biển hay là vui chơi ngoài trời, đừng quên bôi kem chống nắng để bảo vệ cho da và cũng nên bôi lại kem chống nắng sau 2 đến 3 tiếng thì có hiệu quả tốt nhất khi mà đi du lịch mùa này. Từ đêm mùng 5 đến mùng 6 tháng 4, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, do vậy nắng nóng sẽ chấm dứt. Trong mưa dông bà con cần đề phòng tố lốc, gió giật mạnh nguy hiểm. Nam Bộ vẫn đang trong giai đoạn nắng mạnh và nóng một tuần tới như tại thành phố Hồ Chí Minh, ngày nào cũng đều xấp xỉ ở ngưỡng nắng nóng 34-35 độ, khả năng là vẫn có ngày có thể xuất hiện mưa dông, cần đề phòng dông lốc sấm sét. Còn về đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm xuống 25 đến 26 độ, đây cũng là lúc dễ chịu nhất trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm hôm nay, tình trạng sương mù nhẹ kèm mưa dông rải rác vẫn còn có thể lặp lại tại các tỉnh vùng núi phía Đông Bắc Bộ cũng như là một vài nơi thuộc Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất ngày tại khu vực phía Đông Bắc Bộ có thể tăng lên ngưỡng từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh Tây Bắc cao hơn trong khoảng từ 29 đến 33 độ. Từ ngày 3 tháng 4, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng mở rộng về phía Đông nên mưa tại miền Bắc sẽ có xu hướng giảm nhanh xuống diện vài nơi. Nắng sẽ xuất hiện nhiều hơn trong ngày, nhiệt độ có thể tăng lên từ 3 đến 4 độ, cao nhất tại các tỉnh Đông Bắc Bộ từ 28 đến 32 độ có nơi cao hơn. Còn riêng các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ từ 35 đến 36 độ. Từ đêm mùng 5 đến mùng 6 tháng 4, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Do vậy nắng nóng sẽ chấm dứt. Sau đó nắng nóng có xu hướng gia tăng vào nửa cuối tháng 4 năm 2023. Khoảng từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 7 tháng 4, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh. Sau đó không khí lạnh suy giảm dần về tần suất và cường độ.